tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình bắt đầu áp dụng phun thuốc để bao trái các bạn ơi. Thì hôm nay là cửa phun cửa cuối nha, để áp dụng bao trái. Thì mình cũng cho các bạn xem trước cái giai đoạn trái của mình hiện tại các bạn, để các bạn tiện theo dõi nha. Đây các bạn. Nói chung thì nó đậu lai gai thôi các bạn ơi. Thì cũng bông có bông không nha, chứ không phải bông nào cũng có các bạn. Mình thấy tỷ lệ thì nó cũng ổn. Đây là cát và lộc nha các bạn. Cho các bạn xem sơ sơ qua cái giai đoạn trái hiện tại các bạn. Là gài dưa trái thì bộn lắm luôn các bạn ơi, lòn lòn trong lá nhiều lắm nha. Xài này mà lên bao cái mình bảo đảm các bạn là trắng bao luôn. Đây các bạn, thì nói chung á, tỷ lệ xoài mình á, thì đậu lai gai thôi các bạn ơi, chứ không phải bông nào cũng có nha, bông có bông không. Nhưng mà đối với cát và lộc thì tỷ lệ đậu lai gai mình thấy nó cũng khá là ổn các bạn. Cát và lộc mà mình thấy lai gai như thế này thấy cũng ok rồi các bạn. Đây các bạn, nấp nấp trong lá rất là nhiều luôn các bạn. Đây các bạn, lòn lòn ở trong lá nhiều lắm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng thuốc để chia sẻ đến các bạn xem tham khảo nha các bạn. Rồi các bạn, thì mình cũng đã cho các bạn xem qua cái giai đoạn trái của mình hiện tại rồi nha. Thì giờ mình áp dụng thuốc á, mình chia sẻ các bạn chủ yếu là tham khảo thôi các bạn ơi. Thì mấy dòng thuốc này á, thì mình cũng đã áp dụng qua rồi các bạn, chăm sóc cái giai đoạn bông vừa qua đó các bạn. Thì hôm nay mình cũng sử dụng lặp lại nha. Thì đối với thuốc bệnh thì mình sử dụng là thằng Robin các bạn nha, Robin dạng cơm các bạn ơi. Còn vấn đề thuốc bệnh dạng nước các bạn thì chiên rồi thì mình đã sử dụng hết tớp rồi nha. Cử buôn đòn thứ nhất thì mình đã kết hợp hết tớp rồi với thằng Boliman các bạn. Thì cử này thì mình luân phiên thuốc nha. Thì thuốc nước thì mình sử dụng là Atop Super và thuốc bột thì Robin. Rồi vấn đề cũng rất là quan trọng các bạn, vấn đề về cái thằng buôn đòn nha, thì mình cũng phun lặp lại cử 2 để áp dụng bao trái các bạn. Và vấn đề thuốc sâu không thể nào mà thiếu được nha các bạn, thì mình tiếp tục sử dụng phun bằng lửa để ngừa vấn đề nghiệp sáp vào bao và kiến vào bao nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ áp dụng thực tế để chia sẻ đến các bạn nha, chủ yếu là tham khảo thôi các bạn. Các bạn thì nước mình đã bơm sẵn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ pha thuốc thực tế cho các bạn dễ nắm nha. Thì đối với Robin thì mình sử dụng với cái liều là 250 g các bạn. Một gói nửa ký 500 g thì mình sử dụng là hai phi nha. Đây các bạn, 250 g. Rồi còn lại thì phi thứ hai.
Rồi tiếp theo thì thuốc bệnh dạng nước Atop Spe nha các bạn. Thì mình sử dụng với cái liều là 60cc các bạn. 60cc cho 200 lít nước nha. Chói nắng các bạn ơi. Rồi. Để tiếp theo ở phi thứ hai. Rồi tiếp theo là buông đòn lớn trái. Đối với buông đòn lớn trái thì mình sử dụng với cái liều là 120cc nha các bạn. Đây mình đầy một cống rồi gót lại 20cc nha. Rồi, thứ hai. Rồi, cuối cùng là vấn đề thuốc sâu phòng ngừa, vấn đề kiểm sáp vào bao và kiến nha các bạn. Trước khi bao trái chúng ta cần phải phòng trừ vấn đề kiểm sáp nha các bạn. Chứ để khi mà thấy nó đã vào bao rồi thì rất khó xử lý. 150cc tức là một cống rưỡi. Là cái chai phun bằng lửa thì mình chia ra là được 3 phi nha các bạn. Phun bằng lửa thì nó phòng trừ vấn đề kiến vào bao và kiểm sáp là rất là hữu hiệu các bạn. Thì chủ yếu là mình chia sẻ đến các bạn thôi nha, chủ yếu là các bạn xem tham khảo, cần thiết thì các bạn áp dụng, còn không là tham khảo các bạn. Rồi rồi cứng chút có sao đâu. Rồi các bạn, để mình điểm sơ là tất cả dùng thuốc mình áp dụng trước khi bao trái nha các bạn. Thì đối với thuốc bệnh dạng bột thì mình sử dụng là Robin nha. Với cái liều là 250g các bạn, gói 500g thì mình sử dụng được 2 phi. Và thuốc bệnh dạng nước là Atop Spe, mỗi phi thì mình sử dụng 60cc. Vấn đề là buông đòn lớn trái các bạn. Thì mình sử dụng là 120cc cho một phi nha. Cuối cùng là phun bằng lửa thuốc sâu phòng trừ kiểm sáp và kiến vào bao thì mình sử dụng với cái liều là 150cc cho một phi. Thì hôm nay là mình phun thuốc cửa cuối để áp dụng bao trái các bạn. Thì mình làm video này chia sẻ đến các bạn nha, chủ yếu là cho các bạn tham khảo thôi. Nếu các bạn thấy thông tin này hữu ích thì các bạn đừng tiếc like. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.